tim bằng smartphone Android. Thông thường mỗi khi muốn đo nhịp tim, chúng ta đều nghĩ đến smart ATCH hoặc smart wearable. Mặc dù đây là những thiết bị hữu ích, nhưng không phải ai cũng sở hữu chúng hoặc muốn đeo chúng cả ngày chỉ để theo dõi nhịp tim. Quay thay, khi bạn kết hợp Google Fit và một trong những ứng dụng đo nhịp tim bên thứ ba phổ biến nhất hiện nay, bạn có thể đo nhịp tim bằng chính chiếc smartphone Android của mình, không cần sử dụng smartwatch hoặc smart wearable. Trên Play Store hiện có rất nhiều ứng dụng đo nhịp tim nhưng đa số chúng đều chứa đầy quảng cáo khó chịu hoặc chưa hỗ trợ Google Fit. Trường hợp bạn vẫn chưa biết, Fit là ứng dụng theo dõi sức khỏe và hoạt động luyện tập thể dục thể thao của Google, nó theo dõi tất cả các dữ liệu sức khỏe và hoạt động tập luyện của người dùng, ghi nhận và lưu trữ dữ liệu an toàn trên dịch vụ đám mây. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, nhịp tim chuẩn có thể khác nhau ở mỗi người, tùy vào độ tuổi, thể trạng, giới tính. Đối với người từ 18 tuổi trở lên, nhịp tim bình thường trong lúc nghỉ ngơi dao động trong khoảng từ 60 đến 100 nhịp mỗi phút, thông thường người có thể trạng càng khỏe, nhịp tim càng thấp. Đó là lý do tại sao những vận động viên chuyên nghiệp khi ở chế độ nghỉ ngơi, nhịp tim trung bình của họ chỉ khoảng 40 nhịp một phút. Ở đây, bạn đã có một cách đo nhịp tim cực kỳ tiện lợi, không cần trang bị thêm bất kỳ phụ kiện gì khác. Thử nghiệm cho thấy, kết quả đo nhịp tim bằng ứng dụng Heart Rate Monitor tương đối chính xác, không hề thua kém các thiết bị có cảm biến theo dõi nhịp tim thực thụ như smartwatch và smart wearable.